Thông tin về những bất động sản giá trị của siêu sao bóng đá Lionel Messi như biệt thự ở Barcelona, villa nghỉ dưỡng ở Ibiza, Tây Ban Nha, dinh thự tại quê nhà Rosario, Argentina và căn hộ hạng sang ở Miami, Hoa Kỳ cùng hệ thống khách sạn mang thương hiệu MIM. Cùng thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com tìm hiểu thông tin các bất động sản này nhé. Biệt thự của Lionel Messi tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tại Barcelona, nơi Messi từng là vua trên sân cỏ và anh cũng sở hữu biệt thự tại khu Castelldefels dành cho giới siêu giàu. Biệt thự có tầm nhìn hướng biển và thuộc khu vực cấm bay. Villa của Messi cách sân Camp Nou khoảng 20 km. Biệt thự của Lionel Messi cách sân Camp Nou khoảng 20 km. Có bể bơi, phòng tập trong nhà, sân chơi, sân bóng nhỏ. Đồng đội thân thiết Luis Suarez là hàng xóm của anh. Không rõ Messi còn giữ bất động sản này hay đã bán khi chuyển sang Pháp thi đấu cho PSG từ hè 2021. Căn nhà được định giá 5,5 triệu bảng. Dinh thự, pháo đài của Messi tại quê nhà Argentina. Ở quê nhà Rosario, Lionel Messi chi 3 triệu bảng xây một cơ ngơi bề thế có tên pháo đài. Biệt thự được xây dựng trên 3 khu đất liền kề thuộc một dự án bất động sản cao cấp của giới nhà giàu nằm ở ngoại ô thành phố Rosario. Dinh thự của Messi có tới 25 phòng ngủ, một rạp chiếu phim, phòng tập gym, nhà để xe đủ sức chứa 15 chiếc ô tô, bể bơi, sân bóng đá và nhiều phòng chức năng, giải trí khác. Bố Messi được cho là người chịu trách nhiệm thiết kế căn nhà. Căn hộ của Leo Messi ở Miami, Mỹ. Năm 2020, siêu sao bóng đá Lionel Messi bỏ ra 5 triệu bảng mua một căn hộ cao cấp ở Miami, Mỹ. Khiến tin đồn anh sẽ khoác áo Inter Miami đội bóng của cựu tiền vệ David Beckham rộ lên. Căn hộ nằm ở Sunny Isles Beach với view biển tuyệt đẹp, cách bãi biển Miami hơn 10 km. Căn hộ nằm trong tòa nhà Porsche Design là tòa nhà chung cư cao cấp, có 132 căn hộ từ 2 đến 5 phòng ngủ được thiết kế vô cùng sang trọng. Giá bán căn hộ tại đây dao động từ 5-15 triệu đô la Mỹ căn tùy diện tích. Điểm độc đáo của tòa nhà là có thang máy dành cho ô tô. Cư dân đỗ xe vào khu vực và thang máy sẽ nâng ô tô lên tầng căn hộ. Căn hộ của Leo Messi có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, hầm rượu chứa hơn 1.000 chai. Ngoài một bể bơi riêng tư, căn hộ có lối vào dẫn tới 6 bể bơi khác trong khu phức hợp. Phòng spa, trung tâm fitness, phòng tập yoga và sân chơi trẻ em cùng quầy bar sâm canh cũng ở trong khu nhà. Có một đầu bếp riêng sẵn sàng phục vụ các cư dân trong khu phức hợp. Biệt thự Messi trên hòn đảo nghỉ dưỡng Ibiza, Tây Ban Nha. Lionel Messi mua biệt thự trên với giá 11 triệu đô la Mỹ. Bất động sản này rộng khoảng 16.000 m2, trong đó có hồ bơi gần 100 m2. Đảo Ibiza, Tây Ban Nha là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của gia đình Lionel Messi và bạn bè. Luis Suarez và Cesc Fabregas thường đến nơi này vào mùa hè để tụ họp. Ngoài ra, siêu sao người Argentina Lionel Messi còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại Tây Ban Nha. Trong số đó có 5 khách sạn, ở Cadiz, Sitges, Ibiza, Mallorca và Baqueira. Messi cũng có một khách sạn tại Andorra, đất nước tiếp giáp giữa xứ Catalonia và Pháp. Chuỗi khách sạn của Leo Messi. Khác với khách sạn đậm dấu ấn cá nhân như của Cristiano Ronaldo khi hợp tác với Pestana Hotel Group với chuỗi khách sạn Pestana CA7 Hotel. Khách sạn 4 sao của Lionel Messi thiên về thiết kế trang nhã, ít màu mè với thương hiệu MIM Hotel. Leo Messi bắt đầu lấn sân kinh doanh khách sạn bằng việc hợp tác cùng đối tác Majestic Hotel Group mua lại một khách sạn 4 sao ở thị trấn ven biển Sitges và được gắn tên với MIM Sitges. Mở ra loạt đầu tư khách sạn MIM. Khách sạn MIM Sitges Tây Ban Nha, khách sạn 4 sao MIM Sitges kiểu boutique được mệnh danh là ốc đảo yên tĩnh giữa trung tâm thị trấn Sitges, cách Barcelona khoảng 42 km. MIM Sitges được xây dựng năm 2013 với 77 phòng, thiết kế trang nhã, màu sắc hài hòa. Du khách có thể tận hưởng dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, hồ bơi. Phòng họp 300 m2, khách sạn có sky bar trên tầng thượng MIM Sitges, hồ bơi sang trọng, tầm nhìn ra biển Địa Trung Hải và thị trấn. Khách sạn của Messi từng được cấp giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ. Khách sạn MIM Mallorca Tây Ban Nha, Hotel MIM Mallorca nằm trên bờ cát phía đông của đảo Mallorca có tầm nhìn ra biển thoáng đãng cùng nội thất hiện đại. Khách sạn MIM Mallorca này của Lionel Messi được tân trang lại vào năm 2020 với 98 phòng và suite,
hai hồ bơi ngoài trời, spa, hiên tắm nắng, sky bar cùng nhiều dịch vụ. Khách sạn Mim Ibiza S5 Tây Ban Nha. Khách sạn Mim Ibiza S5 của Leo Messi có tổng cộng 52 phòng và chỉ đón khách trên 18 tuổi này nằm gần trung tâm thành phố Ibiza. Bãi biển bao sơ và những điểm đến sôi động về đêm. Khách sạn Mim Ibiza S5 của Leo Messi cũng là nơi thường tổ chức các bữa tiệc của cộng đồng LGBT Skirt Club và các bữa tiệc thác loạn sex đồng tính. Dịch vụ ở đây đầy đủ gồm một số nhà hàng phục ẩm thực địa Trung Hải, quốc tế, có hồ bơi sang trọng, quầy bar trên tầng mái, spa, phòng gym. Khách sạn của Messi nằm trên hòn đảo du lịch lừng danh Ibiza ngoài khơi địa Trung Hải, cách bờ biển thành phố Valencia của Tây Ban Nha khoảng 79 km. Đây là đảo lớn thứ ba của quần đảo Baleares, một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Gia đình Messi định kỳ mỗi năm đều đến Ibiza ít nhất một lần để nghỉ dưỡng. Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh, Sean Cochran, đã thiết kế lại khách sạn vào năm 2014. Khách sạn mang phong cách Art Deco, lấy cảm hứng từ những năm 1940. Khách sạn Casa Canat Andorra. Khách sạn Casablanca này của Leo Messi ở Andorra có quy mô 31 phòng. Khách sạn Casablanca ở Andorra được chọn không chỉ do tọa lạc gần Barcelona, mà còn vì đất nước nhỏ bé này đang thu hút hàng nghìn khách du lịch đổ xô đến các sườn núi trượt tuyết trong mùa đông. Hotel Mim Baqueira Tây Ban Nha. Ấn tượng nhất trong chuỗi khách sạn của Leo Messi phải kể đến Hotel Mim Baqueira tại khu nghỉ dưỡng nằm ở trung tâm dãy núi Pyrenees, thung lũng Aran. Hotel Mim Baqueira sử dụng cáp treo đưa khách lên đỉnh trượt tuyết lớn và nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Khách sạn 4 sao này của Messi hướng tầm nhìn ra thung lũng. Du khách có nhiều sự lựa chọn ở trong các căn hộ 2 tầng, suite hay phòng đơn, ăn món địa phương, quốc tế tại Restaurant Land.